nghệ sĩ Thanh Điền, tài năng guitar vừa qua đời, không vợ không con, sợ làm khổ người khác. Nghệ sĩ Thanh Điền qua đời ở tuổi 57, sau một hành trình dài dành hết đam mê cho âm nhạc. Nghệ sĩ Thanh Điền, tài năng guitar đặc biệt trong làng nhạc Việt. Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thanh Điền đã qua đời ở tuổi 57 vào sáng ngày 25 tháng 12. Sự ra đi của một tài năng guitar gặp không ít trắc trở trên đường đời, khiến công chúng không khỏi xót xa, thương cảm. Nghệ sĩ Thanh Điền sinh năm 1967 tại Cần Thơ. Ngay từ khi mới chào đời, ông đã không nhìn thấy được ánh sáng. Bù lại, Thanh Điền được trời phú cho khả năng cảm âm tuyệt vời. Nhờ thế, ông có thể tự mò mẫm trong bóng tối để làm quen với các nốt nhạc, từng bản hợp ca, so dây, mường tượng để chơi với bản nhạc. Khoảng 6 tuổi, ông lần đầu được cầm vào cây đàn. Đến 7 tuổi, mẹ nghệ sĩ Thanh Điền mua cho ông cây đàn guitar cũ. Từ đó ông học để chơi đàn thật sự. Ban đầu ông mày mò qua radio, sau đó cha mẹ mời thầy đến nhà dạy kèm. Dần dần Thanh Điền trở thành nghệ sĩ đường phố, thường xuyên đánh đàn cho các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Với Thanh Điền, tài nghệ cũng chính là kế sinh nhai, là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời. Ông bảo, ai thương mình thì nghe, ai cho gì thì cho, mình cũng không biết làm gì ngoài việc chơi đàn. Cách đây 2 năm, tên tuổi nghệ sĩ Thanh Điền được công chúng biết tới rộng rãi khi ông đệm đàn ca khúc Tết Thù trên lưng ngựa hoang cho Chu Hoàng Tuấn hát. Nhiều video của ông sau đó thu hút hàng triệu lượt xem. Ông cũng trở thành nhân vật cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời, chương trình dành cho những nghệ sĩ ẩn danh có tài năng trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 2018, video về cuộc gặp gỡ giữa nhà sản xuất Bửu Điền, người dàn dựng chương trình Show Diễn Cuộc Đời và nghệ sĩ Thanh Điền được đăng tải, thu hút tới hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube. Trong video, Thanh Điền tiết lộ ông sống ở nhà mẹ nuôi hơn chục năm qua. Tôi bị cao huyết áp, cũng không nhớ rõ bị từ khi nào, nhưng giờ đây phải uống thuốc mỗi ngày. Trong cuộc trò chuyện, ông tỏ ra rụt rè nhưng luôn tươi cười, nhiều lần cho thấy sự quan tâm dành cho người khác. Điển hình là khi Bửu Điền nói về việc dẫn chương trình, ông mong muốn đêm diễn sẽ đủ ánh sáng để những nghệ sĩ khác có thể tỏa sáng trên sân khấu. Mình thì có biết gì đẹp hay xấu đâu nên không quan trọng, mọi người đẹp là được rồi, ông chia sẻ. Cho đến cuối đời, nghệ sĩ Thanh Điền vẫn ở nhà họ hàng. Ông cũng không lập gia đình vì sợ làm khổ người khác. Ông quan niệm phụ nữ lấy chồng để được chăm sóc, còn hoàn cảnh của ông khiến họ thêm gánh nặng. Cũng bởi vậy, nghệ sĩ dùng hết đam mê cho âm nhạc. Trước sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Điền, nhà sản xuất Bửu Điền dành cho ông nhiều lời thành kính. Tài năng của Thanh Điền là thiên bẩm và đặc biệt tới mức khó tin, vì anh không học qua trường lớp cũng như không thầy nào. Chỉ với cây đàn guitar tân nhạc, anh có thể đánh một lúc cả hai thể loại tân và cổ. Và cũng chỉ với một cây guitar, Thanh Điền làm cho người nghe cảm giác như đang nghe cả một bản nhạc trình diễn. Ngày Thanh Điền gặp tôi, anh bị rối loạn tiền đình nặng tới mức không bao giờ đi được xe hơi. Vậy mà sau này, anh đã quen với việc di chuyển xa bằng xe hơi và cả đi máy bay. Thời gian gần đây, anh hơi yếu và buồn. Dù vậy, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận tin anh ra đi quá nhanh chóng và nhẹ nhàng thanh thản. Chúng ta sẽ không còn chứng kiến những phút giây ngẫu hứng vô song của guitar Thanh Điền trên sân khấu hay ngoài đường phố nữa. Nhưng tôi tin rằng tiếng đàn kỳ tài của anh vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ yêu thương, Bửu Điền thổ lộ.